quá trời bơi luôn mặt. Sáng thì mình quay Hà Thủy thì chú trong cái đội gà ngon nói hôm nay được vô giải top 4 của gà ngon mạnh là giờ cột cần câu thay đổi đã xong rồi các bạn. Giờ hiện tại mấy anh em đang chuẩn bị lui ra để test cái chiếc gà ngon nha các bạn. Gà ngon của chùa Kha Lên. Gà ngon này nằm trong top 8 đội mạnh của giải đua gà ngon năm 2020. Hiện tại gà ngon là cái gà sân chủ nhà thì rất gần cái dòng sông Mát Sư. Chùa Kha Lên là nằm ngay chân gần trung tâm thể thao và nằm gần khán đài luôn, cho nên mỗi khi họp hội sự kiện về đua gà ngon thì lại chùa Kha Lên. Mấy bữa trước mấy anh em quay thì hai chiếc gà cũ này ha, đây hai chiếc gà cũ. Bữa nay thì chính thức Hà Thủy chiếc gà mới, chiếc gà này để đi dự giải. Thì ngày hôm nay chiếc gà ngò của chơi team chắc, chờ team cũ cũng đang có mặt trên dòng sông Matsigo. Hiện tại thì gà đang đậu đây, chuẩn bị chắc đầu giờ chiều tập vợt các bạn, test trên dòng sông Matsigo. Hôm gà mấy anh em Hà Thủy xuống test trong sông trong gần chùa rồi. Bây giờ đem ra thử con nước và thử dòng sông. Mình đang ngồi là khán đài A, còn bên đây là khán đài B. Khán đài B thì có rất nhiều chị em đang ngồi để xem đội gà ngò. Rồi bây giờ là bơi gà đó các bạn. Tiếng còi tôi hết đã vang lên đó ha. Rồi đề ba gà đó các bạn ơi. Trời bơi luôn mà. Ngày sáng thì mình quay Hà Thủy thì chú trong cái đội gà ngon nói hôm nay được vô giải top 4 của gà ngon mạnh là ok rồi. Ngày năm rồi nằm trong top 8. Năm kia năm rồi dịch bệnh không có bơi. Lên đó bắt đầu quay đầu lại các bạn. Này trên này khán giả rất đông quá ha. Bên dãy khán đài đây mấy chị em mấy anh em đang ngồi xem lễ hội xem chùa Kha Lên test gà ngon. Bằng đẳng này gà ngon đã quay đầu lại các bạn, chuẩn bị sao dầm đề ba. Giờ đang bơi lại các bạn. Đây là tập trung trong khi thăm gà là hai đội tập hai gà. Bữa nay tập trung lực lượng xuống test cái con gà bự gà mới các bạn. Gà đi chiến đấu. Thường thì những cái chùa gần gần á, chùa xa cũng vậy, ta cũng đem gà ra người ta bơi test cái con gà người ta trên cái dòng sông Matsigo để ta thử cái đường nước đúng không? Thử con nước để coi địa hình đó. Khá là điều mà ha. Cần câu sau khi chỉnh sửa rồi mình thấy cũng phóng lắm các bạn.
ở Sóc Trăng thì giật đuôi ngò rất mạnh. Mỗi khi mấy anh em đi test thì giật là bằng đồng phục hết, cho nên ở đây rất sôi động. Sau khi chiếc ghe mới đây xuống thì chai mình giác nó chưa có nở các bạn, cho nên cái lượng nước nó vô cũng nhiều lắm. Ngâm một ngày hai ngày thì chai mới nở ra, nó mới ôm vô cái chiếc ghe thịt cây các bạn, thì nó mới ít vô nước. Để mình dùng lại. Giờ này mấy anh em thả xu con nước để chờ bơm nước cho khô trong ghe rồi bắt đầu mới test tiếp tục nữa các bạn. Choi Tinh Chắc đang ngồi bên lan khán đài bên B để xem đội Holland bị tập giật. Đang móc quay đầu rồi.